Con chào mẹ. Con đi đâu giờ này mới về? Trễ rồi, sao mẹ chưa ngủ đi? Con cũng biết là trễ rồi. Sao giờ này con mới chịu về? Con đến nông trại nghiên cứu nên không để ý thời gian. Xin phép mẹ con về phòng nghỉ. Nhã Hân nè. Dạ. Ngồi xuống đây đi. Mẹ thấy con càng lúc càng không xem bà mẹ chồng này ra gì. Sao mẹ lại nghĩ như vậy? Con đã làm gì không đúng hả? Con nên nói rõ về mối quan hệ của con và cậu giám đốc Trọng Nhân. Của bên công ty Tiến Phát là như thế nào? Bằng chứng đây. Cô giải thích đi. Thưa mẹ, con mới về. Mau giải thích đi. Sự thật là như thế nào? Sao mẹ lại có những tấm hình này? Không thể hiểu nổi. Sao các người lại xúc phạm đến quyền tự do của tôi vậy? Tôi đã làm gì để các người phải theo dõi tôi? Đây là chuyện riêng của con. Con không muốn giải thích gì hết. Con thấy mệt, con xin phép mẹ. Cô Nhã Hân. Mẹ à, mẹ nói cho con biết đi. Tại sao mẹ lại có những tấm hình này? Nè con, chuyện của con cần á là chuyện con phải theo dõi vợ con và người đàn ông này như thế nào, chứ con đừng có chất vấn mẹ. Mẹ à, cho dù có là như vậy, mẹ cũng không nên hỏi thẳng thừng Nhã Hân như vậy. Mẹ, đúng là con có cho người theo dõi Nhã Hân và tên giám đốc đó, nhưng mà chẳng qua là con muốn làm sáng tỏ một số vấn đề. Với lại con luôn tin Nhã Hân không làm hại tới gia hưng của chúng ta đâu. Con à, con cũng biết trước giờ mẹ luôn yêu thương nó mà. Nhưng mà lòng người khó đoán lắm con à. Nhất là sau khi con đưa Ngọc Anh về, làm sao tránh khỏi được sự hờn ghen và sánh lòng oán hận của nó. Mẹ đã sai khi quá tin và giao nhiều việc cho Nhã Hân đến như vậy. Bây giờ mình phải tìm cách khống chế nó mới được. Mẹ lại định làm gì nữa? Mẹ sẽ bắt nó trả lại quyền giám sát công thức trà sâm chứa lại cho Ngọc Anh. Như vậy sao được mẹ? Tính Nhã Hân trước này rất là cứng rắn, cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Mẹ sẽ có cách. Ủa, sao bà không ăn đi? Ông làm vậy là sao? Ít nhất thì ông cũng phải cho tôi biết tôi phải làm gì chứ. Con người thành Bách nó rất thủ đoạn, nó sẽ làm hại tới bà. Cho nên tôi muốn ở trong nhà để bà an toàn thôi. Không đúng, rõ ràng là ông có dụng ý khác. Rồi sao hả? Vậy ý bà, bà muốn gặp nó để hàn gắn tình cảm với nó đúng không? Tôi không có ý định đó. Chỉ là tôi lo cho con Ngọc Anh thôi. Vậy thì hãy tin vào sự sắp xếp của tôi, để tôi bình tâm lại rồi tôi hẹn gặp nó. Nó chỉ thích tiền thôi, tôi sẽ cho nó tiền để mua sự bình yên cho mẹ con bà. Nhưng mà... Rồi sao? Sao hả? Bà còn muốn tôi phải làm sao thêm nữa? Làm sao mình có thể nói với ông ấy là ông Bách đang ở Gia Hưng? Mọi chuyện sẽ khó mà giải quyết bằng tiền được nữa. Tới. Mày kìa. Tới đây. Tới hả? Nè. Đi đi. Đi. Sao? Đi. Có đi không? Rồi. Qua luôn. Qua luôn. Tới luôn. Có không? Tới luôn. Còn hai mày á. Nè. Đi mày. Mày. Đi. Tới luôn. Rồi xong. Chung tiền đi.
Thôi, cũng tiền đi mày. Ủa, còn có 20 ngàn chơi sao mày? Thì chơi thứ nợ từ từ trả sau. Thôi không có tiền biến đi. Nè, đèn quá. Nhẫn mặt hả mày? Nó đi rồi còn ba tay sao chơi? Chứ giờ không có tiền sao chơi? Ừ. Gì vậy? Tao cho mượn đỡ nè, chơi đi. Cứ chơi đi, tao cũng mượn tiền mà tao gỡ được nhiêu đây đó. Chơi cho đã đi mày ơi. Cờ bạc mà, có ngày hên, có ngày xui chứ. Dạ, cảm ơn anh Tú. Anh hào phóng quá. Dạ dạ. Chơi đi, biết đâu mình ăn lại. Dạ. Chơi đi, có tiền rồi. Giờ có tiền rồi chơi lớn nha. Chơi lớn sợ gì, chơi lớn cho tôi gỡ chứ. Quýnh 1-2 đi, chai 2 chai nha. Chơi luôn, càng nhiều càng tốt. Có vốn là mạnh miệng dữ ngoại. Hồi nãy tao mượn, tao mới lên lại đó. Ngọc Anh, tới đây ngồi đi. Dạ. Hôm nay tôi kêu Ngọc Anh ra ăn cơm cùng với mọi người. Tôi có chuyện muốn tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ để cho Ngọc Anh cùng phụ trách hợp đồng lần này với Tiến Phát. Cụ thể là trong khâu sản xuất trà xăm dứa. Mẹ, trước đây là do con phụ trách cái khoản này mà. Nếu được, mẹ cho con một lý do thỏa đáng trước quyết định này được không? Công thức ban đầu của trà xăm dứa là do Ngọc Anh nghĩ ra, nên Ngọc Anh là người nắm rõ trong cách pha chế. Đúng là như vậy. Nhưng không phải lúc đầu mọi người đã cho con toàn quyền phụ trách việc này hay sao? Bình tĩnh đi con. Mẹ làm như vậy á, chẳng qua mẹ muốn hỗ trợ cho các kỹ sư trong khâu sản xuất mà thôi. Mẹ muốn chu toàn cho công việc thôi con à. Con không đồng ý. Mảng này con đang phụ trách rất tốt, và con không muốn bỏ dở nó. Con sẽ tiếp tục phụ trách việc này. Hiện bây giờ ở Gia Hưng, mẹ và ba con là người có nhiều cổ phần nhất và đang nắm trong tay quyền tổng giám đốc. Sẽ không có chuyện để cho con tự ý quyết định mọi chuyện đâu. Nếu mẹ đã muốn như vậy thì cứ làm như vậy đi. Con xin phép. Ngọc Anh, con cơm đi. Dạ. Con xin phép. Dạ, con xin phép. Nhã Hân à, chị muốn nói chuyện phụ trách hợp đồng của xăm dứa hả? Chuyện lần này chị hoàn toàn không biết gì hết. Chị cũng rất bất ngờ khi nghe bác tuyên bố. Chị mong em đừng hiểu lầm là chị cố ý dành. Chuyện này không liên quan đến chị. Nếu đã có cơ hội, chị cũng chứng tỏ mình đi. Chị yên tâm đi, tôi tin là bản thân mình có năng lực, nên không vì những tác động này mà ảnh hưởng đến lập trường của tôi đâu. Chị... Xem ra bước đầu mình đã thành công khi tạo ra rạn nứt giữa Nhã Hân và bà Tuyết rồi. Những cố gắng của mình quả thật không uổng phí. Anh vô đây làm gì? Tôi muốn nói chuyện với cô. Nói đi. Tôi không ngờ mẹ tôi lại quyết định cảm tính đến như vậy. Mà tôi cũng không hiểu tại sao mẹ tôi lại thay đổi cách cư xử với cô.
Anh không cần phải giải thích. Ngay cả chuyện anh cho người theo dõi tôi, anh cũng đâu có giải thích. Ừ. Còn gì nữa không? Nếu không, ra ngoài. Đây là phòng riêng của tôi. Nước nè. Tôi đã làm theo ý của ông. Ông ký thêm tiền đi. Tiền thì ông không cần phải lo. Thật ra số tiền mà ông cho nó mượn còn ít lắm, chưa đủ ép chết nó đâu. Tiền là chuyện nhỏ thôi. Có nhiều tiền mới sai khiến được tất cả. Chuyện này ông không cần phải lo. Yên tâm. Vô đi. Dạ, bác cho gọi con. Đóng cửa lại. Dạ. Dạ, bác gọi con có chuyện gì không ạ? Chuyện thứ nhất, tuy tôi đồng ý để cô đến nhà máy làm việc, nhưng cô phải chú ý sức khỏe. Đừng làm gì để ảnh hưởng tới cháu nội của tôi đó. Dạ, con biết rồi ạ. Điều thứ hai, cho dù cô làm gì phải tuyệt đối nghe lời tôi, đồng thời giám sát chặt con Hân và báo mọi việc cho tôi biết. Dạ, con nhất định sẽ làm theo lời bác căn dặn. Xong rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Dạ, con xin phép. Đừng nghĩ cô có thể trở thành con dâu của tôi một cách đường đường chính chính. Cô chỉ là con cờ để cho tôi lợi dụng kềm hãm Nhã Hân thôi. Nếu có trách, cô hãy tự trách mình vì đã sinh ra bởi một người mẹ không ra gì. Sau khi ướp thêm lá trà tiên theo liều lượng mới, tôi đã tạo ra trà sâm dưới như đang có. Mời hai người dùng thử. Theo tôi thấy thì hương vị vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Hay nói đúng hơn là vẫn chưa có vị đặc trưng. Thậm chí vẫn chưa ngon hơn trà loại một chúng ta đang sản xuất. Anh thấy sao? Tôi thấy bước đầu như vậy là khả quan rồi. Theo tôi thì vị trà đã có gì đó là lạ. Khó mà giải thích được. Chúng ta có thể làm hơn gì hiện nay không? Tôi nghĩ là cần phải nghiên cứu thêm và dùng thử lâu dài trước khi chúng ta tung ra thị trường, tránh làm ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và làm mất đi danh tiếng của Gia Hưng. Chị thấy sao? Cứ làm theo ý em đi. Như vậy sao được? Bây giờ chị đã tham gia phụ trách hợp đồng lần này rồi thì chị phải đưa ra chính kiến của mình chứ. Chị làm cho tôi có cảm giác là mình đang lấn lướt chị đó. Không có đâu, chị hiểu ý em mà. Chúng ta cứ trao đổi thẳng thắn với nhau. Vừa rồi là ý kiến của tôi, còn chị cứ nêu ra ý kiến của mình đi. Nếu hợp lý thì chúng ta làm thôi.
Em rất vui vì được phụ trách công việc mình yêu thích. Hơn nữa, sắp tới đây em có thể ở bên cạnh anh nhiều hơn. Anh nhận thấy Nhã Hân đã thay đổi. Có lẽ là thù hận trong lòng cô ấy cũng đã dơ đi nhiều. Chắc một lúc nào đó cô ấy sẽ buông bỏ được thôi mà. Em thì lại nghĩ Nhã Hân đang cố giả tạo sau những gì đã mất thôi. Bé gái rất là lo lắng khi Nhã Hân sinh lòng ghen ghét khi chúng ta ở bên nhau, nên muốn phá gia Hân của mình. Anh phải cẩn thận mới được. Sao em cũng có thể nghĩ như vậy được? Anh không nghĩ là em lại có những lời lẽ nặng như vậy đó. Hình như là em hoàn toàn khác với tính cách hiền lành chịu đựng của em trước đây đó. Đúng, em đã thay đổi. Bây giờ là lúc em phải mạnh mẽ lên để bảo vệ bản thân và con của mình. Đây là điều hoàn toàn chính đáng, đúng không? Không lẽ anh không thấy vui khi thấy em được mẹ tin tưởng hay sao? Bây giờ Nhã Hân rời khỏi Gia Hân là cả hai chúng ta có thể sống bên nhau. Đúng là mình từng có mong muốn như vậy. Nhưng mà nếu như người đính hôn với anh lúc đó là tôi, người anh gặp cũng là tôi, thì anh thấy thế nào? Chắc chắn anh sẽ không thể có tình yêu với Ngọc Anh, đúng không? Tình yêu như một định mệnh. Ông trời đã sắp đặt hai người có duyên gặp nhau, yêu nhau. Không hiểu sao tôi lại đưa ra một giả thuyết dối dẫn như vậy. Dù ở điểm xuất phát nào thì mãi mãi tôi sẽ không yêu một đối tượng như anh. Thì tôi cũng vậy thôi. Cô hoàn toàn không phải là mẫu người phụ nữ mà tôi thích. Anh quan tâm tôi như vậy, có phải là đã thích tôi rồi không? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi không thể nào ngó lơ khi mà người khác gặp chuyện. Mà nè, mà cô hãy sống như tôi đi. Biết yêu thương và thông cảm với mọi người xung quanh. Sống được như vậy cô sẽ thấy rất vui, ngủ ngon hơn. Còn hơn là ôm những điều thù hận vô trong người. Anh thì biết cái gì về yêu thương mà triết lý. Loại có não nhưng không có trái tim như anh. Nói cũng chỉ đúng lý thuyết thôi. Yêu thương, thông cảm, chia sẻ, ai cũng có thể nói được. Nhưng chắc gì họ làm được. Nhất là đối với người đã làm tổn thương mình. Anh hiểu không? Đúng, em đã thay đổi. Bây giờ là lúc em phải mạnh mẽ lên để bảo vệ bản thân và con của mình. Đây là điều hoàn toàn chính đáng, đúng không? Không lẽ anh không thấy vui khi thấy em được mẹ tin tưởng hay sao? Nhã Hân rời khỏi Gia Hân là cả hai chúng ta có thể sống bên nhau. Anh không nghĩ là em lại có những lời lẽ nặng như vậy đó. Hình như là em hoàn toàn khác với tính cách hiền lành chịu đựng của em trước đây đó. Vậy anh cho rằng cô người yêu bé nhỏ của anh có tâm hồn trong sáng lắm hả? Tôi nói cho anh biết, chị ta mới là người thủ đoạn nhất thế gian này. So với tôi thì người con gái mà anh yêu mới thực sự đáng sợ. Đừng nên đặt quá nhiều niềm tin. Để rồi đến một lúc nào đó anh sẽ phải dở mộng. Sao mình cứ thấy trai trước khi nghĩ đến cô ta chứ? Đúng là vô lý. Tại sao phải nghĩ đến tổn thương của cô ta? Chẳng phải chính cô ta đã từng gây khó khăn và tổn thương cho mình và Ngọc Anh hay sao? Ngọc
Hồng Anh nói đúng. Cô ta cần phải ra khỏi Gia Hưng, trả lại cuộc sống hạnh phúc cho mình và Hồng Anh. Phải rồi, cô ta dường như có tình cảm đặc biệt với anh chàng trọng nhân kia. Anh ta cũng là một người tốt, một doanh nhân thành đạt, thì việc mà cô ta yêu và đến với anh ta cũng là lẽ đương nhiên thôi. Chỉ cần cô ta có người yêu thương bên cạnh thì sau này mình và Ngọc Anh cũng không phải ái nái và cảm thấy có lỗi với cô ta nữa. Ông gặp tôi một chút có được không? Anh không, em xin lỗi vì mấy tuần nay bị cuốn vào công việc nên không thể đến trò chuyện cùng anh. Anh giận em lắm phải không? Em đang rất hoang mang. Em không còn là em của lúc trước nữa. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Em đang phân tâm suy nghĩ tới nhiều người, quan tâm tới cảm nhận vui buồn của họ. Không biết có phải là sự trùng hợp không, khi lần nào tôi tới đây cũng gặp cô hết. Anh không, lẽ nào em và anh ta có duyên với nhau sao? Tại sao mỗi khi ở bên trọng nhân, mình luôn cảm thấy có sự tin tưởng xen lẫn chút ấm áp mà mình từng khát khao khi chia biệt với anh không? Dường như mình đã xem anh Nhân là anh không rồi. Nhân Hưng, trước đây anh từng nói anh tới đây chỉ nghe kể lại câu chuyện tình buồn của một chàng họa sĩ và cô tiểu thư nhà giàu, đúng không? Tôi chính là cô tiểu thư trong câu chuyện đó. Đó là sự thật. Tôi đã trải qua những ngày tháng thật đẹp, và cũng là lúc tôi nhận ra những cay đắng vì vĩnh viễn rời xa người yêu của mình. Vậy à, cô có còn yêu anh chàng họa sĩ đó không? Tôi mãi mãi yêu anh ấy. Vậy tại sao bây giờ cô lại lấy gia bảo? Tôi không tin một tình yêu chung thủy lại có thể đánh đổi bằng một cuộc hôn nhân mới. Cho dù đó là lý do gì, có chăng là trên nền tảng tiền tài địa vị? Có những lý do tôi không tiện nói ra, nhưng tất cả là vì một từ hận. Hận? Mình làm sao vậy chứ? Sao mỗi lần gặp anh ta mình đều có cảm giác nao nao? Lẽ nào tôi không tin một tình yêu chung thủy lại có thể đánh đổi bằng một cuộc hôn nhân mới, cho dù đó là lý do gì? Anh Nhân nói đúng.
Mình không phải người chung thủy trong tình yêu. Mình không xứng đáng với anh Khôi, càng không xứng đáng với... Không thể nào. Thứ tình cảm giữa anh Nhân và mình không xuất phát từ trái tim rung động, mà là sự đồng cảm của hai tâm hồn đang có nhiều tổn thương và mất mát trong quá khứ. Có lẽ mình chỉ ngộ nhận thôi. Tình cảm mình dành cho anh Nhân không phải là tình yêu. Hân à, mày phải tỉnh táo lại. Mày phải phân biệt rõ ràng anh Nhân không phải là anh Khôi. Mày phải giữ bản thân bình tĩnh hơn khi tiếp xúc với anh ấy. Anh ấy chỉ là bạn, một người bạn tri kỷ mà thôi. Phải khó khăn lắm, tôi mới tìm được một số tài liệu về anh ta. Ông đã điều tra được gì rồi? Các mối làm ăn của anh ta đều nằm ở trong đó hết. Anh ta là một người thành đạt, vợ anh ta thì đã mất. Hiện anh ta đang sống với cô con gái và người giúp việc. Do hỏi người giúp việc của anh ta thì biết được anh ta không có bất kỳ mối quan hệ với người phụ nữ nào hết. Khi đi làm về là chỉ chơi với cô con gái của mình thôi. Ngoại trừ Nhã Hân ra, từ khi anh ta đặt chân lên Bảo Lộc để mở thêm chi nhánh, và chưa từng có người phụ nữ nào lui tới nhà anh ta. Mà nè, căn biệt thự mà anh ta hiện giờ đang ở, trước đây là của một cổ đông trong ngân hàng TTM. Về sau ông này và cậu con trai đều mất. Cổ đông TTM có nghĩa là ba Nhã Hân cũng biết điều này. Vậy thì ngôi biệt thự đó có mối liên hệ gì với Trọng Nhân, hay là chỉ là sự trao đổi chủ thôi? Trước mắt tôi chỉ điều tra được như vậy thôi. Vì bà giúp việc nhà đó rất là kính tiếng, tôi sẽ điều tra tiếp. Có gì tôi sẽ báo với ông. Dạ. Chờ chút nha. Cô ngồi đi. Anh giúp em tiếp xúc với bên ngân hàng ở đây để em làm thủ tục vay vốn, mở rộng đầu tư kinh doanh bất động sản. Em vừa ký hợp đồng mua bán nhà rồi nên không còn nhiều vốn để đầu tư thêm nữa. Nhưng mảnh đất lần này rất có tiềm năng. Cho tôi bỏ qua sẽ tiếc lắm. Cảm ơn. Thôi, nếu không được thì thôi. Cảm ơn anh. Để em tìm cách khác vậy. Em chào anh. Xin lỗi. Có gì đâu. Để cô phải chờ tôi. Tôi có chút việc riêng nên không thể chào hỏi cô cho phải phép. Không sao, tôi cũng mới tới mà. Nhưng dù sao tôi cũng mời cô ra đây thì không nên làm mất thời giờ của cô chứ. Nếu như mà anh cảm thấy áy náy á, thì bữa nào rảnh có thể mời tôi đi ăn cơm là được rồi. Tôi rất sẵn sàng. Chỉ mong cô không có từ chối tôi là được. Dạ, nước của chị đây. Cảm ơn. Dạ, mời chị. Tôi sẽ không từ chối nếu như bữa cơm đó vì đích thân anh vào bếp. Được thôi, tôi luôn luôn sẵn sàng. Tôi nói giỡn thôi mà. Ủa, như vậy là anh biết nấu ăn thiệt hả? Tôi chỉ nấu ăn cho những người có vị trí đặc biệt trong lòng tôi thôi. Lúc nãy tôi có nghe nói là anh đang định vay vốn thế chấp gì hả? Đúng là tôi đang muốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Nhưng vì tôi mới tới đây chưa lâu nên chưa tạo được mối quan hệ bên phía ngân hàng.
Tiếc thật. Có thể tôi sẽ giúp được anh đó. Tôi làm được mà. Ba. Chào cậu. Chào chào bác. Giới thiệu với ba, đây là anh Nhân, giám đốc công ty Tiến Phát, đang hợp tác với công ty Gia Hưng của bên con. Rất hân hạnh được quen biết bác. Tôi cũng nghe tiếng ông chủ trẻ Trọng Nhân mới về Lâm Đồng kinh doanh. Tôi rất thích làm quen và hợp tác với những người tuổi trẻ tài cao như cậu. Cậu cứ ngồi đi. Dạ. Dạ, cháu là bạn của Hưng. Bác cứ coi cháu như là con cháu trong nhà vậy. Nè, cậu có quen biết gì ông Đức không vậy? Dạ. À, mới đầu lúc gặp ảnh con cũng tưởng như ba, nhưng mà không phải. Anh Nhân sống với ba mẹ ở bên nước ngoài từ lâu và không có quen với gia đình bác Đức. Chỉ có điều trùng hợp là ảnh đã mua lại căn nhà của gia đình bác Đức. Thì ra là vậy. Tại vì tôi nhìn cậu á, có nét hào hào ông Đức. Dạ không phải như vậy. Cháu về đây cũng có nhiều người tưởng như vậy. Mà ông Đức đó là ai vậy bác? À, người quen cũ thôi, không có gì. Dạ. Cậu uống nước đi. Dạ. Mời anh. Tôi nghe nói á, cậu đang có ý định đầu tư bất động sản, đúng vậy không? Dạ đúng vậy đâu bác. Ngặt một nỗi bên cháu vừa đầu tư vào một số hạng mục, lại hợp tác với bên Gia Hưng, nên nguồn vốn đang bị kẹt. Mà mảnh đất lần này rất tốt, bỏ qua rất là tiếc bác ạ. Cái khó là cháu mới chân ướt chân ráo về đây, cho nên chưa quen biết nhiều mối quan hệ, không thể vay vốn ngân hàng đâu bác. Tôi có nghe cô Hân nói sơ qua, với điều kiện hiện tại tôi có thể lo giúp hồ sơ cho cậu. Được vậy cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Sau khi thành công cháu sẽ không quên ơn của bác. Thật ra chuyện này phải chờ bên phía ngân hàng thẩm định lại, đợi thành công á rồi cảm ơn cũng không muộn mà. Dạ. Xem ra để anh Nhân đến đây gặp ba là một quyết định đúng. Mình có thể chứng tỏ cho ba thấy là mình rất thành công trong công việc, còn có thể giúp được ba trên thương trường. Sao Dượng ấy lại gọi cho mình? Hay là để điều tra về ba? Alo. Là mẹ đây. Ồ, mẹ, điện thoại của mẹ sao vậy? Mấy hôm nay con gọi cho mẹ hoài mà không được. Con nghe ba nói lúc ba gọi điện bị Dượng nghe máy hả? Thì chính vì vậy nên Dượng con mới giữ luôn điện thoại của mẹ, không cho mẹ đi đâu hết. Ông cũng thiệt là quá đáng mà. Cũng không thể trách Dượng con được. Ông ấy nghĩ ba con quấy rầy mẹ con mình, nên ông muốn dùng tiền để dàn xếp. Con người ông này lúc nào cũng dùng tiền hết. Mà sao mày lại dùng điện thoại của Dượng gọi cho con? Ông biết rồi sao? Hôm nay nhờ nhà có khách, nhà Hân đưa người tới bàn chuyện hợp tác làm ăn gì đó. Dượng con tiếp đón nồng nhiệt lắm, ông không để ý tới mẹ nên mẹ mới dùng điện thoại của ông gọi cho con đó. Mẹ nói sao? Nhã Hân đưa người tới nhà để bàn chuyện hợp tác? Mẹ nghe nói là giám đốc công ty Tiến Phát gì đó. Giám đốc công ty Tiến Phát hả mẹ? Mẹ, mẹ kể tỉ mỉ cho con nghe những gì mà họ nói với nhau. Mà con muốn biết để làm gì chứ? Bây giờ mẹ tiếp tục nghe xem họ nói những gì với nhau nha mẹ. Mẹ giúp con đi, con sẽ giải thích cho mẹ nghe sau. Hôm nay cảm ơn Hân nhiều lắm. Tôi có làm được gì cho anh đâu mà cảm ơn.
Nếu không có cô giới thiệu thì làm sao tôi gặp được bác? Tôi không ngờ ba cô lại có vị thế lớn trong ngân hàng như vậy. Chỗ quen biết với nhau, chẳng lẽ tôi biết mà lại không giới thiệu? Hơn nữa chuyện này cũng có lợi cho ba tôi, hợp tình hợp lý mà. À, tôi thấy bác trai rất là thương cô, nhưng mà ngược lại cô có phần xa lạ với ba của mình. Có phải giữa hai cha con đã xảy ra chuyện gì không? Có những chuyện xảy ra rồi, không quay trở lại như cũ được. Cũng như chén nước đã đổ đi rồi, sao hốt lại được? Dường như sự việc nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nếu muốn, cô có thể tâm sự với tôi. Tôi cũng là cha, và tôi cũng có con gái. Tôi có thể hiểu được tâm sự của bác trai phần nào. Biết đâu tôi có thể gỡ bỏ được gốc mắt giữa hai cha con. À, tôi có mua ít bánh cho bé My. Lát nữa anh chịu khó chở tôi về công ty để lấy nha. Như vậy được. Tại sao lại như vậy? Dạ, con mời bác uống trà. Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ. Chuyện gì vậy bác? Công việc nhà máy sao rồi, có ổn không? Dạ, mọi chuyện đang tiến hành rất là thuận lợi, bác cứ yên tâm. Con Hư thì sao? Nó đến nhà máy, cô thấy nó có thái độ gì không? Dạ, có chuyện này con... Có chuyện gì thì nói mau đi, đừng ấp úng như vậy. Dạ, tại vì chuyện này con vô tình nghe được từ mẹ của con. Con cũng không rõ lắm nên con không dám nói bậy. Mất công Nhã Hân nghe được lại trách con nữa. Nè, là chuyện gì cô cứ nói đi. Dạ, ngày hôm qua Nhã Hân đưa tổng giám đốc Trọng Nhân đến gặp dượng của con. Nè, họ gặp nhau để làm gì? Dạ, mẹ con vô tình nghe được là hai người họ đang hợp tác với nhau chuyện gì đó. Họ hợp tác về vấn đề gì? Về lĩnh vực gì? Dạ, chuyện này con cũng không rõ lắm. Nhưng mà con sợ Trọng Nhân có vài mâu thuẫn nho nhỏ, có thể hủy bỏ hợp đồng cùng với Nhã Hân chuyển sang công ty khác sản xuất. Như vậy chuyện này sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Chẳng lẽ ông Quân cùng với Nhã Hân đang cấu kết với người ngoài để hại công ty Gia Hưng? Thank you.